an táng tại Oti. Đến năm 1430, Đức Giáo Hoàng Martino thứ năm truyền đưa về cải táng tại nhà thờ Thánh Augustino ở La Mã. Sau công đồng Vaticano II, lễ kính thánh nữ Monica được mừng vào ngày 27 tháng 8 hàng năm. Sau khi đưa mẹ đến nơi an giấc ngàn thu, Augustino trở về Phi Châu, bán hết gia tài, chia cho kẻ khó, rồi ông vào nhà dòng hiến thân cho Chúa. Ông được phong chức giám mục, và sau khi chết, giáo hội đã phong thánh cho ông và tôn vinh là tiến sĩ giáo hội. Lễ kính thánh Augustino được định vào ngày 28 tháng 8 hàng năm, tức là một ngày sau lễ kính thánh nữ Monica. Thank you.
cho mến thương, giúp con đời sống biết khiêm nhường. Tháng năm tràn hòa ơn thánh linh, hạnh phúc gia đình trong khang trong thanh âm.